Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã thông qua nghị quyết tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ tài nguyên và môi trường, vinh danh Cây Di sản Việt Nam, tư vấn, phản biện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững của địa phương. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết, Hội đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với thực hiện các chương trình lớn của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Có thể nói là dấu mốc quan trọng trong hơn 20 năm kể từ ngày thành lập đến nay. Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Cao Bằng được ví như viên ngọc xanh của vùng Đông Bắc với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng với hơn 90 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng. Hòa cùng xu thế toàn cầu, Cao Bằng xác định du lịch xanh là con đường phát triển xuyên suốt, bền vững của địa phương. Cùng chung nhiệm vụ này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ qua đã nỗ lực trong công tác bảo tồn cây di sản và các nguồn gen quý hiếm, gắn với nhiệm vụ nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Với đặc thù dựa nhiều vào môi trường tự nhiên, du lịch xanh là xu hướng tất yếu để Cao Bằng phát triển du lịch bền vững. Là tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, với tiềm năng dồi dào cho việc phát triển nhiều loại hình du lịch như sinh thái, danh thắng, vườn quốc gia, khu bảo tồn. Hệ thống rừng đặc dụng gồm 8 khu với tổng diện tích gần 24.261,28 ha. Hầu hết các khu rừng đặc dụng đều có phong cảnh đẹp, nguồn động vật, thực vật phong phú, hệ sinh thái, cảnh quan đặc thù gắn với các giá trị về văn hóa. Nhiều khu rừng đặc dụng có tiềm năng lớn là nơi lý tưởng để tổ chức các loại hình du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học như vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén huyện Nguyên Bình, khu bảo tồn loài, sinh vật cảnh Cao Vít, khu bảo tồn thiên nhiên Thác Bản Dốc huyện Trùng Khánh. Năm 2018, Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng được tổ chức UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu. Những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử, cảnh quan và địa chất được đưa vào Công viên Địa chất Toàn cầu Non Nước Cao Bằng gắn với phát triển du lịch có thể kể đến như 94 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng, trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, trong đó nhiều điểm có giá trị tầm cỡ quốc tế. Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng còn chứa đựng những giá trị quan trọng về đa dạng sinh học với hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ rất tốt, bao gồm 1 vườn quốc gia, 5 khu bảo tồn loài sinh cảnh, 5 khu bảo vệ cảnh quan, 1 khu bảo tồn đất ngập nước nội địa và 2 hành lang đa dạng sinh học. Những tài nguyên thiên nhiên này được phân bố ở hầu khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để khai thác những tiềm năng trên phục vụ cho phát triển du lịch một cách hiệu quả mà vẫn bảo vệ được môi trường sinh thái, đòi hỏi rất nhiều yếu tố khi mà phát triển du lịch có tác động lớn đến môi trường tự nhiên. Được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, các cấp trong tỉnh, trực tiếp là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Trung ương Hội Việt Nam, sự chủ động và sáng tạo của Thường trực Hội và các chi hội thành viên trong hoạt động công tác, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh một lần nữa khẳng định vai trò vị trí của Hội trong đời sống xã hội của cộng đồng dân cư đối với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bằng những việc làm cụ thể, trong 5 năm qua, Hội đã có sức ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng. Đối với các cơ quan địa phương, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các ngành, các cấp trong tỉnh. Đó chính là động lực mạnh mẽ để Hội hoàn thành tốt nghị quyết mà Đại hội 4, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Việt Nam ghi nhận. Nhận thấy công tác bảo vệ môi trường xuất phát từ nhận thức đến thay đổi ý thức, hành vi của con người, bởi nhận thức đúng thì sẽ có ý thức và hành động đúng. Vì vậy, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên và cộng đồng. Trong đó, đối tượng tập trung và lãnh đạo chủ chốt tại các xóm, xã, tổ dân phố, tổ chức đoàn thể thôn, bản. Địa bàn tổ chức là các xã, thị trấn có dân cư tập trung, giao lưu thương mại, du lịch, đặc biệt là những xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và có tuyến công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đi qua. Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, như giới thiệu các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường như Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Luật Đa dạng sinh học, các văn bản của tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời giới thiệu về môi trường văn hóa, lịch sử của từng địa phương để người dân có thêm kiến thức mới, từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ, khai thác giá trị văn hóa lịch sử địa phương. Tại đây, nhiều mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường cũng đưa ra thảo luận, trao đổi, liên hệ thực tiễn với địa phương. Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đã tổ chức 28 lớp tập huấn tại 25 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố. 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các chi hội cơ sở thuộc các tổ chức chính trị xã hội như Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình xanh, sạch, đẹp, tuyến đường tự quản, hỗ trợ di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường tại 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Công tác vinh danh Cây Di sản Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều đổi mới về cách tổ chức thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, tính lan tỏa cao trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, đã tổ chức vinh danh thêm 6 cây và 2 quần thể Cây Di sản Việt Nam, nâng tổng số Cây Di sản Việt Nam được công nhận lên 18 cây và 2 quần thể, đóng góp tích cực tham gia sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát động từ năm 2010 đến nay. Hầu hết, các cây di sản Việt Nam được công nhận tại địa phương đều có tuổi đời từ 300 đến 400 năm tuổi và nằm trên các địa danh có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, có giá trị về du lịch, tạo sinh kế cho cộng đồng. Tiêu biểu như cây nghiến ở khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, nơi cội nguồn cách mạng Việt Nam. Cụm 3 cây gạo, giã hương, muỗm tại khu di tích đền Kỳ Sầm, tôn thêm vẻ tâm linh của ngôi đền gắn với tên tuổi của vị anh hùng dân tộc có công lớn chống giặc phương Bắc. Cây rẻ ở xóm Bản Khấy, xã Chi Viễn, cây sung ở xóm Cọt Phó, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, cây đa thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, rừng nghiến xóm Bó Dường, xã Vân Trình, huyện Thạch An nằm trên tuyến công viên địa chất non nước Cao Bằng, tạo thành tuyến du lịch liên vùng. Cây Di sản Việt Nam sẽ tạo thêm điểm đến tham quan du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người của quê hương Cao Bằng với du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư địa phương. Điều đáng nói ở đây là công tác vinh danh Cây Di sản Việt Nam trong giai đoạn này đã được đổi mới, xã hội hóa về cách tổ chức. Việc phối hợp tổ chức lễ công nhận giữa các hội với các địa phương thực hiện có tính khoa học cao, lãnh đạo địa phương quyết tâm cao trong điều kiện tổ chức lễ vinh danh cây di sản. Vừa tiến hành đại hội đảng các cấp, huy động các nguồn lực tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, được lãnh đạo Trung ương Hội Việt Nam, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao, bạn bè các tỉnh, nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ. Trong những năm qua, từ nhiệm kỳ 1 đến nhiệm kỳ 4 bây giờ thì chúng tôi đều hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà theo nghị quyết của từng đại hội đã đề ra. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ 4, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà đã đề ra trước đây. Đặc biệt là cái việc nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bảo vệ di sản thiên nhiên. Chúng tôi đã vinh danh nhiều cây di sản và nhiều cây cổ thụ quý hiếm của tỉnh. Đấy là những nguồn gen quý hiếm mà tỉnh Cao Bằng mới có. Ví dụ như cây rẻ ở Trùng Khánh, Cao Bằng và cây mại rào ở Trùng Khánh. Đấy là những cái cây rất quý hiếm mà tỉnh ta cần phải bảo vệ, gìn giữ và chăm sóc. Tất nhiên là những việc này muốn làm được tốt thì chúng tôi phải nâng cao nhận thức cho người dân. Và lấy đó làm nhiệm vụ chính người dân bảo vệ, người dân gìn giữ, người dân phát huy tác dụng thì những cái di sản thiên nhiên sẽ được gìn giữ, những cây quý hiếm sẽ được bảo tồn, và việc này đã trở thành hiện thực. Thì có những huyện hiện nay đã ý thức được rằng muốn giữ gìn được cảnh quan thiên nhiên tốt đẹp phục vụ cho việc phát triển kinh tế, đặc biệt là giai đoạn hiện nay thì vấn đề phục vụ cho công tác du lịch ở địa phương là một thế mạnh mà tỉnh Đảng bộ Cao Bằng lần thứ 19 đã đề ra, thì chúng tôi bám sát nhiệm vụ ấy với lại cộng đồng dân cư ở địa phương, tuyên truyền cho việc bảo vệ môi trường sinh thái ở tại cơ sở. Như huyện Trùng Khánh hiện nay, các đồng chí lãnh đạo huyện đã có những chỉ thị rất hay cho các địa phương trong toàn huyện, tức là phải thống kê những cây di sản, những cây quý, những cây có tuổi lâu năm để gìn giữ bảo vệ. Đây là một nhiệm vụ của tất cả mọi người dân. Nhiệm kỳ 2015-2020, việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường được quan tâm đặc biệt. Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho một tập thể và một cá nhân, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen của Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020. Những thành tích đạt được khẳng định những nỗ lực của hội trong nhiệm kỳ qua. Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật của tỉnh. Trong thời gian vừa qua, hoạt động của hội thì luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, với các cái hoạt động của mình trên một số mặt, như là thứ nhất là về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thì chúng tôi thấy rằng là hội đã có rất nhiều cái việc làm có ý nghĩa, tổ chức được nhiều cái cuộc tuyên truyền, vận động đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Cao Bằng trong cái việc là nhận thức rồi là cùng nhau bảo vệ thiên nhiên môi trường nói chung và bảo vệ các cái thắng cảnh, cảnh quan của tỉnh Cao Bằng nói riêng là rất hiệu quả. Cái thứ hai nữa, một cái hoạt động nổi bật của Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường trong nhiệm kỳ vừa qua đó là việc lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận cây di sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng chúng ta thì điều kiện thiên nhiên rất là phong phú và có nhiều diện tích rừng, trong đó thì có khá nhiều những cái cây đã có tuổi đời rất lâu và có cái cảnh quan rất đẹp. Thì cái hoạt động này của hội thì góp phần nâng cao nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra còn góp phần cho cái hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Thông qua cái việc là công nhận những cái cây này thì cũng tạo thành các cái điểm du lịch hết sức ý nghĩa, du lịch sinh thái, du lịch danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng đánh giá cao hoạt động của hội trong cái việc cùng với Liên hiệp hội tham gia phản biện các cái đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội nói chung, rồi là các cái dự án liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường, dự án liên quan khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thì những cái nội dung đóng góp của Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường trong nhiệm kỳ vừa qua thì đã góp phần tích cực cho cái nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực cho cái việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua các cái ý kiến phản biện của mình, và đặc biệt là góp phần tích cực cho cái hoạt động du lịch của tỉnh thông qua cái việc mà công nhận các cái cây di sản trên địa bàn tỉnh. Bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, để hoàn thành trọng trách của mình, hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường tại đơn vị, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững. Phải thể hiện quyết tâm chính trị hơn nữa, tập trung tham mưu, triển khai một số giải pháp quan trọng. Trong nhiệm kỳ mới thì chúng tôi hy vọng rằng là với sự nỗ lực của toàn thể ban chấp hành thì tôi mong rằng là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường nâng cao hơn nữa, và đặc biệt là phải có những cái mô hình điển hình về phát triển kinh tế xanh. Việc này sẽ dẫn tới tức là tạo cho một không khí hồ hởi phấn khởi, và qua đâu cũng thấy những màu xanh của quê hương. Là quê hương cách mạng thì đồng bào cả nước tham quan rất nhiều, mà những cái vùng xanh, những cái vùng mà nở hoa thì rất cần. Ví dụ như là con đường đi từ khu di tích Bắc Bó bắt đầu từ ngã ba Đôn Chương trở vào, nếu mà trở thành những vùng xanh mà có nhiều hoa, nhiều cây cối thì tăng cường sự hấp dẫn đối với du khách đến tham quan những khu tích đặc biệt của tỉnh Cao Bằng. Mà tỉnh Cao Bằng, quê hương cách mạng Việt Nam, là nơi có nhiều di sản văn hóa, thì cái việc gìn giữ môi trường, góp phần vào việc tăng thêm giá trị của di sản văn hóa có ý nghĩa rất lớn lao. Chúng tôi hy vọng rằng là nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng được những mô hình nhân dân tham gia bảo vệ môi trường một cách bền vững, và mô hình ấy không chỉ một vài điểm mà lan tỏa ra nhiều điểm trong tất cả các huyện của tỉnh Cao Bằng. Năm năm một nhiệm kỳ nhìn lại, những thành quả mà Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường đạt được đã để lại những dấu ấn khó quên. Đó chính là kết quả của cả một chặng đường chăm lo, củng cố xây dựng, tổ chức hội và đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Thành quả ấy chính là hành trang đẹp để hội vững bước trong chặng đường tiếp theo, góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường, hệ sinh thái đa dạng, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đến đây chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững xin được tạm dừng. Mọi thắc mắc, phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xung quanh vấn đề về tài nguyên và môi trường xin gửi về ban biên tập chuyên mục theo địa chỉ chuyên mục Vì môi trường phát triển bền vững cdtv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.